Mới đây, qua kiểm tra một quán karaoke, công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đã bắt khẩn cấp 3 nhân viên quản lý để điều tra về hành vi chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy, tạm giữ 3 đối tượng khác để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Vào rạng sáng 9 tháng 10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh và Công an quận Bình Tân kiểm tra hành chính quán karaoke Hollywood ở đường Bình Long. Tại đây, cơ quan bắt quả tang nhân viên quán đang mua bán trái phép chất ma túy cho khách. Tại hiện trường, công an thu giữ 2 túi ma túy dạng ketamin và một bịch ni lông chứa 10 viên thuốc lắc. Công an đã đưa 152 khách hát karaoke và nhân viên của quán về trụ sở để làm việc. Qua test nhanh, xác định có 18 người dương tính với ma túy. Bước đầu, Nguyễn Hữu Tín, 29 tuổi, phó quản lý của quán khai thực hiện theo chỉ đạo của tổng quản lý Lâm Hoàng Kha, 39 tuổi, yêu cầu cấp dưới buông lỏng cho khách sử dụng ma túy để tăng doanh thu cho quán. Khách muốn được bay lắc phải uống hết một thùng bia hoặc hóa đơn thanh toán phải vài triệu đồng.